Trong số hơn 600 vận động viên của 28 đoàn tham gia tranh tài tại hội thao bắn súng quân dụng lục quân và dân quân tự vệ năm 2024, có hơn 60 vận động viên là các chiến sĩ dân quân trẻ có năng khiếu bắn súng và thể lực tốt. Kết quả hai bài bắn súng của đối tượng tuyển thủ này trong hai ngày thi đấu vừa qua đã cho thấy việc lựa chọn và sát hạch qua mỗi vòng thi đã góp phần nâng cao thành tích của các vận động viên là chiến sĩ sao vua. Nữ chiến sĩ dân quân Trần Thị Thạch Thảo vừa hoàn thành bài bắn của mình với điểm số khá cao, trong đó có 4 trên 9 điểm 10. Một kết quả đúng như kỳ vọng của Thảo khi đã giữ vững được thành tích so với quá trình sát hạch ở các cấp tại địa phương. Thành tích này đã giúp đoàn quân khu 5 xếp thứ nhất ở nội dung đồng đội nữ súng tiểu liên AK bài 1. Bí quyết ở đây là trước khi lên bắn thì chúng tôi phải hít thở thật sâu và tập trung vào mục tiêu chuẩn bị bắn. Từng viên đạn ra là chúng tôi phải hít thở thật đều. Và khi mà lên tuyến bắn thì tất cả mọi chuyện xung quanh đều gạt ra hết. Chỉ tập trung vào mục tiêu chuẩn bị bắn. Trong sáng hôm nay ngày 14 tháng 8, các vận động viên dân quân tự vệ bước vào bài thi bắn bia ẩn hiện ban ngày nâng cao. Số viên đạn và thời gian bia hiện đã được quy định. Vì vậy, thành tích của các vận động viên được tính bằng giây. Vì thế mà các chiến sĩ sao vuông nam và nữ đều nỗ lực đua tài để chứng minh sự chuyên nghiệp của mình trong từng bài bắn qua việc nắm chắc về kỹ thuật bắn súng ở các tư thế, trung thành với yếu lĩnh, động tác, bình tĩnh, tự tin, quyết tâm bắn giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị kỹ thuật. Trong quá trình tham gia là luyện tập, tôi nhận thấy một số ưu điểm của tôi thứ nhất là về là quá trình là tăng tay cò nó không được đảm bảo, còn bấm bố cục và mặt súng là hơi nghiêng sang trái. Và trong quá trình luyện tập là huấn luyện viên là chỉ khắc phục cho tôi một cách là bóp cò, nâng cò từ từ. Lần đầu tiên lực lượng dân quân tự vệ có cuộc tranh tài cấp toàn quốc ở nội dung bắn súng tiểu liên AK. Việc các chiến sĩ sao vuông có mặt ở hội thao năm nay không chỉ đánh giá chính xác thành tích cá nhân mà còn biểu dương kết quả huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ. Chúng tôi cũng đã tiến hành luyện tập từng phần và luyện tập tổng hợp. Đây nó khẳng định rằng cái vị trí quan trọng của vấn đề huấn luyện để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu sau này. Và cũng là cái tiền đề điều kiện để cho các cái mùa hội thao tiếp theo. Kỹ năng làm chủ các bài bắn súng quân dụng nâng cao qua các nội dung thi đấu sôi nổi là minh chứng cho chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ. Các xạ thủ sao vuông này sẽ là hạt nhân nòng cốt trong các mùa huấn luyện tới, gia tăng sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang ở các địa phương trên cả nước.